Ok, hello các em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay ấy, thì đã là mùng 3 Tết rồi các bạn. Và đối với mình thì mùng 3 Tết tức là hết Tết rồi, trong khi mình mới chỉ nhận được có 20.000 tiền lì xì thôi. Hôm nay ta sẽ lại cùng đến với chuyên mục hôm nay, à đâu nhỉ, không phải là hôm nay xem gì nữa, mà sẽ làm chuyên mục những channel bựa đấy. Lần trước mình đã giới thiệu cho anh em hai lần đúng không? Đầu tiên là những cái channel rất là bựa về đủ các thể loại, và cái thứ hai đó chính là những giọng hát bựa. Và lần này thì mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một channel nữa rất rất bựa luôn, và mình thề là có thể nhiều anh em sẽ biết đến channel này rồi. Cái channel này nó có tên là How To Basic đó. How To này, anh em có thể biết liền đó, hiểu không? How To Basic. Wow, channel này có 10 triệu lượt sắp anh em ạ. Được rồi, và đến với cái video đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cách cái cách ông này hướng dẫn làm một con gà các bạn. Nhà hay hết các bạn. Gà tây đúng không? Đây chắc là gà tây rồi. Cái to như này. Hãy trông quan. Đến đây rồi kiểu như mình lại thấy cái con gà này nó có vấn đề, trông nó buồn cười nhỉ anh em. Trông như cái nồi cơm điện. Wow. Mình tưởng là đây kiểu là hướng dẫn nấu gà cơ mà. Hay là đây kiểu nhập một phong cách mới nướng gà đúng không? Kiểu một phong cách mà chúng ta sẽ cục xúc nha bạn, đúng rồi. Chúng ta sẽ dùng cái từ cục xúc cho cái cách hướng dẫn nấu gà này, cực kỳ cục xúc luôn. Em có thể thấy là đây, đầu tiên nhá, chúng ta có một đoạn nhạc rất là kiểu vui tươi nhẹ nhàng đúng không? Và sau đó nó không phải là cục xúc một cách bình thường nữa anh em ạ, mà cục xúc một cách cục xúc. Và từ nãy giờ không biết là cái thằng ML này nó ném bao nhiêu quả trứng vào cái con gà này rồi. Đu. Gà trượt băng nghệ thuật luôn ạ. Ui trượt ra cả đường rồi, ôi trượt xuống cả hồ luôn ạ. Nó nướng gà bằng cái thuốc súng các bạn, đổ thuốc súng và sau đó nó đốt lên cái bình chữa cháy á. Ui dồi. Bách phát các bạn. Nghe tiếng đập mà đi vào lòng người không? Put your wings behind your head. I will f**k you. Mọi người có thể thấy thì là cái video này nó rất cục xúc và nó mang một cái tính bạo lực ở trong đó. Nhưng mà nói thật thì nếu như mà ai đang trong cái tình trạng mà đang rất là tức ấy, thì khi mà xem cái video này thì mọi người sẽ cảm thấy có một cái sự giải tỏa tâm trạng rất là tốt. Nhưng mà nói thật thì để quay video này thì chắc phải tốn đến khoảng độ 30 quả trứng, 2 con gà, 3 con gà các bạn. Tốn 3 con gà, con đầu tiên thì vứt nhá, và sau đó là 2 con diễn viên đó. Chưa tính đến thuốc súng này, bình xịt cứu hỏa này, rồi còn cái gì, sảng nha các bạn. Đấy. Rất nhiều đạo cụ cho một video ngắn khoảng 2 phút, nhưng mà mình thấy hay. Hay nha các bạn. Được rồi, và chúng ta sẽ xem video có nhiều view nhất, ok. Và với 66 triệu lượt xem. Wow, đây là hoặc là 3 con sói. Và bây giờ chúng ta đã được xem hướng dẫn cách để đeo bao cao su vào. Và mình nhận ra một cái điều trùng hợp ở trong tất cả các video của thằng này, đó chính là nó thích cái kiểu như là dùng trứng ấy. Nó thích cái kiểu mà đập cái quả trứng này. Có thể là giá trứng bên đó đang rẻ hoặc là đang như kiểu là mua 1 tặng 3 nên là nó thích như vậy. Mình chỉ kiểu là sau khi mà nó quay xong video đấy thì nó sẽ mất khoảng 1 ngày để dọn cái nhà. Và nó mệt quá vẻn luôn. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với video hướng dẫn làm khoai tây lắc với 30 triệu lượt xem. Ok, để xem nó sẽ hướng dẫn chúng ta như nào. Đu. Chắc đôi quả trứng luôn đấy. Này đừng bảo là nó đái vào đây nhá. Đừng bảo là nó đái vào nhá.
xong rồi về sau mình sẽ ăn cái này. Sau khi xem này xong thì kiểu như là não mình nó bay ra một nơi đấy, hình như là mình không ở đúng cái hành tinh của mình nữa rồi các bạn. Khi mà đang xem video này, súp vậy. Đây sô cô la đây các bạn, anh em đừng lo. Vừa nãy thì mình đã nói là khi mà xem cái video của thằng này nó sẽ khiến cho mình cảm thấy thư giãn đúng không? Cảm thấy kiểu bất căng thẳng mệt mỏi trong công việc đúng không? Và thật sự sau khi xem cái video này xong thì mình không biết là mình đang cảm giác như thế nào nữa các bạn. Có một chút thốn, có một chút hơi ghê ghê, có một chút sướng, có một chút kiểu thỏa mãn, có một chút tò mò, có một chút kích thích, quá nhiều cảm giác ấy mà mình không hiểu tại sao. Mình thề luôn, đây chắc chắn là cái channel bựa nhất. Không một cái channel nào có thể vượt qua độ bựa của channel này cả. Mình thề luôn. Thế ra và đến với tất cả những cái video mà thầy làm thì chúng ta sẽ cùng xem nào. Cái là How to Survive a Shark Attack. Đấy. Làm thế nào để sống sót trong con cá mập đang tấn công mình. Nghe cũng hay đúng không? Được rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem video làm thế nào để sống sót với một con cá mập đang tấn công mình. Wow, anh ấy thật can đảm. Anh ấy bắt đầu bơi ra để đánh nhau với con cá mập sao? Liệu có phải anh ấy đã bơi ra để đánh nhau với con cá mập? Quần này sắp tụt tao rồi mà còn đòi đánh nhau với cá mập. Không đánh nhau kiểu gì ra để cọ đít cả. Cho là thầy sẽ dùng kiểu ngực tấn công và mông phòng thủ để có thể chiến đấu với con cá mập đó. Rồi sao? Mẹ. Cá mập nó làm gì đấy? Anh em có thể nhìn thấy con cá mập này nó mặc tất lưới của con gái. Anh vứt con cá mập xuống rồi là át trả, bóp cổ trả. Tôi cần rồi, tôi đi to vậy. Con cá mập đang lôi anh đi ra xuống nước để có thể để giống như là tấn công dễ hơn. Vãi xoài thật. Trận chiến rất gay go và cùng một cái kết đó chính là con cá mập bị chết bởi liên hoàn phả bằng tắc ấy mà. Anh thích phức làm thế nào để có thể giết một cá mập bằng cách quất tóc của người đó nhỉ? Mình kiểu đang thắc mắc và lờ. Ok. Và video cuối cùng này sẽ là video mà mình dành tặng cho cánh đàn ông chúng ta. Đó chính là làm thế nào để sở hữu một cơ bụng 6 múi. Mặc dù anh ấy béo và anh ấy cũng bựa vãi loèn luôn. Đầu tiên là chúng ta phải ăn thật nhiều rau. Rồi, chạy bộ. Cái thứ hai, chống đẩy, gập bụng, lăn bụng, chơi với quả bóng, đấm bốc, đấm toàn xịt đấy, nhảy dây, gập bụng, chất bước nhỏ. Và đây là ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ bảy, ngày thứ 10, ngày thứ 15 và ngày thứ 20 chơi đi. Và sau 20 ngày, cơ bụng bé thì chúng ta có thể nhìn thấy rồi, nhưng mà đồng nghĩa việc đó là anh ấy bị mất chim rồi các bạn. Chắc là kiểu như là đánh đổi ấy, giống như là nàng tiên cá phải đánh đổi cái giọng hát của mình để lấy đôi chân để chính nhau với hoàng tử ấy. Còn thằng này đổi chim để lấy cơ bụng 6 múi các bạn. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem rất nhiều cái how to, tức là cái hướng dẫn để làm thế nào chống chọi với một con cá mập, làm thế nào để có cơ bụng 6 múi, làm thế nào để làm gan nướng. Và mình nghĩ đó là những cái kinh nghiệm rất là quý giá mà mình đã học được. Và nếu anh em thấy thích nó thì quên để làm một like để ủng hộ mình. Và nếu như anh em biết có cái channel nào cũng bựa kiểu như thế này thì hãy comment ở bên dưới video để mình có thể tiếp tục làm cái chuyên mục là những channel bựa nhất cái YouTube để cho anh em xem, và cũng như là mình cũng biết được thêm các channel khác. Ok. Được rồi, bây giờ thì bye bye, và đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.